còn được gọi là chùa núi là Đại Gia Đình. Dạ. Chùa núi ở tỉnh Long An đúng không? Đông gì? Xã Đông Thạnh. Xã Đông Thạnh. Xã Đông Thạnh, tỉnh Long An. Dạ đúng rồi, cũng là địa phận của Long An, Cần Giữa. Rồi mời cả nhà vô tham quan nha, Tổ Đình Linh Sơn. Đó, cái rõ ràng đó là xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở cả nhà. Là hai bên. Phật bà Quan Âm đứng hai bên. Ở bên là sáu vị. Đó còn lại đi, sáu cái là chưa cho nó mệt. Rồi trước mặt là của mình là ba vị Phật ha. Nhưng mà mình sẽ ghé qua bên đây chứ, bên đây có một bự luôn, Phật ngồi. Đây là một khu viên, một cái sân công viên luôn cả nhà ha. Đây là giống như con này gọi gì ta, giống như cái mồ mã hả, mồ mã xưa. Viễn Văn Mỹ, mộ Tố Khảo Viễn Văn Mỹ á cả nhà. Đây là công viên này hướng ra đường luôn ha, coi như là trong thời gian không có mở cửa thì công viên này cũng có thể có người vô lại Phật được ở cả nhà. Này quá quá lãng Phật lớn nè. Sấm ơi. Bên đây có đoàn tập thể dục nữa kìa. Đây là công viên. Lại Phật đây Sấm. Ô, gió thổi mát lên rồi nè, nó trời mưa chứ xíu đó cả nhà. Nó trời mưa tụi em ghé một tiệm ăn lẩu. Rồi hai bà nhỏ chạy qua kia tập thể dục rồi có chân chân té nha. Sấm ơi, vô lại Phật rồi Sấm. Ở chân té. Vì sao sớm lại Phật không? Trong chánh điện á. Bà kể. Vậy coi chừng em nha Bảo Nhi. Bây giờ bắt đầu mình vô chánh điện nha, đặt gia đình mình. Làm sân sạch sẽ quá ha. Có quá trời ghế ngồi như một công viên nha. Một công viên trong chùa là cảm thấy yên tĩnh và thoải mái nhất ha. Rồi ở đây cũng bà vị Phật. Gọi đi vô luôn. Đi bộ vô chánh điện chưa? Ở trong đó trơn quá trời luôn vậy. Ba nói xe tới em nói. Đi cái này nè. Chị em mới chạy trong trong. Mất xe kêu chạy chỗ ra. Té rồi. Đi đi cái này lên nè. Đi chánh điện, đi vô chánh điện. Ở đây bây giờ có Linh Sơn Miếu, là mình ghé Linh Sơn Miếu trước không? Vô lại Linh Sơn Miếu luôn cũng được ha, lại trước hay lại Phật trước? Lại đây trước đi. Rồi bây giờ mình vô chánh điện á cả nhà ha. Vô chánh điện lại Phật. Đây
Thờ tất cả vị thần ha. Lại đi, lại cầu Phật cho con được mạnh khỏe. Giỏi. Bảo tiêu cũng đi lại Phật lắm chứ bộ. Đây là quang cảnh chánh điện hay cả nhà ha. Rồi bây giờ mình ra dẫn cái nhà ra cái sân sau. Chỗ này á hả? Ừ, nó té ở đây nè. Thôi mà mình đứng trên đây coi cũng được mà Ngọc, đâu mình đi xuống dưới đâu? Bên đâu? Bên dưới hả? Vậy mình sắp dép vô đây đi, sắp dép với nhau được không? Hay sao? Đi vòng mình đi lên trong đường đó té nữa đó. Có cảnh sông nước đẹp quá. Đây có cái hồ cá đẹp quá cả nhà, một cái hồ non bộ cũng thấy có cá. Giờ mình phải đi xuống đây để lấy dép. Lấy dép mới vòng vào phía sân lần sau được cả nhà ha. Rồi bây giờ thì em đi vòng qua sân thượng ha. Con đường này là qua công viên bên chùa cả nhà. Xong có thể vòng qua sân thượng. Nhưng mà ở đây là đường hơi trơn nha cả nhà. Mới nói tụi em té xe ở đây nha cả nhà.
chú đâu? Có dừng chớn nghe Thịnh. Cái me bự cái sợ luôn cả nhà. À, biết cái bếp biết cái sảnh bự đây nè. Anh mới quay cái me này bự dễ sợ luôn, góc của nó bự dễ sợ chưa. Coi cái bạc hà này coi nha. Ở đây là chân trơn nha. Để biết cái sảnh lớn. Đây là chắc cái này cũng cây nhãn nữa nè, tao bọc lại quá trời nè. Nhưng mà trên cao bọc đâu có tới đâu, trên cao rồi nhãn quá trời, trên cao rồi. Đó, zoom mà yên cũng thấy được giấy nhãn cả nhà, đó thấy không? Đó, cái giờ trái nhãn đó, cây nhãn bự quá ha. Ăn nhãn lấy lọc của chùa đi. Chín chưa? Chưa, nó còn xanh. Chưa bự. Mà gió quá chắc nó rụng. À, vậy còn lái Phật này chưa xong. Lái Phật nhớ nè. Cái hả? Giỏi quá. Đi đâu con gặp Phật con đều lại hết nha. Là phía sân thượng. Từ chỗ chánh điện đi ra cả nhà ha. Cái gì tụi con là ổ kiến lửa mà còn bị kiến lửa cắn nữa hả? Rồi đi xuống đây lại Phật nè. Lại Phật Quan Âm nè. Lại Thần Tài nè. Ừ, đứng lại đi con. À hai Phật lớn. Ở dưới kia có Phật nữa. Đây là Bồ Tát hả? Kè lại kìa Sấm Sấm ơi. Ê đằng sau chánh điện nè. Con thấy âm Bồ Tát. Ở đây là Thần Tài nữa nè. Bây giờ ông Thần Tài cho Thần Tài phù hộ con. Đó là ông Thần Tài, Phật Thần Tài hả? Kêu ông Thần Tài, Phật Thần Tài, giờ đi. Cái này là mấy em bé. Đâu phải, Thần Tài mà. Thần Tài mà phải không? Mấy ngày chị Thanh nói là Thần Tài đó. Lại đây mấy đứa. Đúng rồi, Phật Di Lạc hả? Rồi, xin lỗi mọi người nha, tụi em cũng không biết Phật này Phật kia rồi nói nhiều. Cái nói lộn, xin mọi người bỏ qua. Này, đi dọc xuống đây còn nhiều Phật lắm kìa. Cảnh đây cũng đẹp lắm, cái nhà đây có con sông ha. Ở đây nhiều cây cối nè, nắng cũng không có sợ nha. Mát mẻ nha. Có cầu khỉ, ta đi qua kìa, hai đi qua cầu khỉ. Bữa ba bên kia anh thấy có cầu khỉ nữa. Đó, đây có con sông nè, thơ mộng chưa. Ở đây đường này có thể xe chạy vô nữa đó. Hủ hoa. Ở đâu có đây còn gì kiếm hủ hoa. Thèm hủ hoa hả? Đây có con sông. Chắc tụi em phải đi học một khóa tu á.
chỗ này tiếng sang nói 100 năm tới 200 năm rồi đó. Cái này là hình ảnh Phật bước 8 bước phải không? Bước mấy bước? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bước. Đúng rồi, tôi kêu bước 7 bước. Chúng ta để anh giải thích bên đây trước. Cái Phật bước 7 bước thành Phật khác. Cái này là tượng trưng cho vườn Lâm Lâm Kỳ Sinh Ni gì vậy? Cây có mấy thầy nha. Đi ở đây có một cái chỗ ngồi để nghỉ ngơi uống trà cả nhà ha. Thôi đứng vô chỗ không? Ở đây thì có nhiều màu mạ cả nhà ha. Đó có trồng cây nè. Ở đây mấy thầy trồng cây nè. Này cái này là rau muống à. Cái này trồng rau muống nè. Thấy rau muống không? Trồng bí nè. Ở đây nơi mấy thầy trồng cây để ăn nè cả nhà. Cái này cái gì mà bao lại ra trái gì ta? Trái nhãn hả? Nhãn hả? Nhãn là cái lùng đỏ đó ta. Cái lùng có nhãn nè cả nhà. Thấy không? Mấy nhãn thấy không? Xong xong. Em nhìn trái hua kìa. À, đây là trái hua nè. Đó. Bên đây cái mía nữa nè, xong cái mía nè. Các bạn thấy cái mía chưa? Đó, cái mía đó, uống nước mía. Hua. Có lẽ tôi có trái rồi. Ê, cái này cái đậu bắp có cái gì kìa, ngon. Ngọc. Ngọc. Cái đậu bắp kìa. Lần đầu tiên thấy cây đậu bắp đó nha. Thấy không? Lần đầu tiên mới thấy cây đậu bắp, ăn đậu bắp quá trời, bây giờ mới thấy á. Chỉ kìa mấy mà chỉ. Cây rau bắp kìa. Rồi nhớ ngủ mà lồng luôn rồi, bắp rồi chá. Rồi, ở đây là có thêm rau muống nè. Rồi có mấy cây rau. Điện đạp vô mấy cây rau ha, mấy cây rau quế nha. Rồi, đây là vườn cây nho nhỏ của mấy thầy ha. Thôi, video kéo dài rồi ha. Xin chào tạm biệt mọi người ở đây nha. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye. Mọi người đã xem và ủng hộ kênh của TN. Nhớ đón xem video tiếp theo. Bye bye. Mình chúc mọi người luôn khỏe, vui và hạnh phúc. Bye bye.